Hey yêu anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh của bộ ngày hôm nay chúng ta cùng đền với lại khu vực mà rất nhiều anh em hay thắc mắc cũng nhiều anh em hay hỏi ở trên group cũng như trong game chắc cũng nhiều anh em thì cũng biết rồi nhưng mà clip này tôi muốn làm cho những anh em nào mới tập chơi game để hướng dẫn cho anh em đi khu vực đó chính là dốc két bay ba bốt. <laughs> thì khu vực dốc két bay thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em đó chính là cái khu vực của chúng ta có những cái gì ở trong đây, rồi khu ở chỗ nào, phòng thẻ ở đâu, rồi khu này có cái gì đặc biệt. Thì chắc chắn điều đặc biệt nhất ở khu này thì chúng ta có con bot bio anh em ạ. Thì con bot bio này nó nằm ở khu vực giữa này nha anh em ông nào mà đi ở ngoài vào hay gì là đến cái khu vực mà có cái đoạn rừng rậm rậm này có con bot bio ở đây nhé con bot bio ở đây thì nó khá là gọi là khó dụ anh em ạ Nói chung là đây con bot bio đây anh em ạ nó đứng ở ngay giữa đường ấy nên là chúng ta cái khả năng mà anh em dụ được nó thì tôi nghĩ là chắc là cầm súng ăn cho nhanh anh em ạ chứ còn dụ nó chắc hơi lâu đấy dụ mà bảo đi chém dao người dụ một ông dụ một ông đồng đội thì chắc hơi lâu nên là tôi khuyên anh em là cầm súng vã cho nó nhanh. Thì con bot đây thì nó nói chung là máu thì nó cũng giống như bot bio ở bên mắt mắp cũ thôi anh em ạ. Không có gì khác, cũng có thể dùng dao để chém nhưng mà đặc biệt một cái là dụ hơi khó. Không như con bot ở bên khu vực cũ, khu vực bio cũ của chúng ta thì nó sẽ dễ dụ hơn. Còn con bot ở K31 này thì nó khá là khó dụ bên khu, nói chung qua về khu vực uh, Rocket Bay anh em. Rocket Bay thì nó giống như khu bên đảo ấy. Ông nào mà hay đi đảo ở bên uh, map cũ ấy thì nó giống giống như vậy nhưng mà nó lại có con uh, boss uh, bio này nó ở đây. Uhm, bên khu đây thì uh, bên khu của bên Rocket Bay thì nó có ba phòng thẻ nha anh em. Anh em nào mà đi quen thì chắc chắn là sẽ biết rồi, còn khu vực này thì chắc chắn là có ba phòng thẻ. Thỉnh huy chương cũng rất nhiều khả năng là rơi ở đây khu vực uh, Rocket Bay này thì gọi là nếu mà ông nào có canh giữ được thì vừa có tàu vừa có boss bio khá là giàu luôn. Rồi chưa kể ở trên này có những cái bãi gọi là bãi thiên đường đi farm cho những anh em nào mà chăm chỉ chuyên gia đi farm quặng. hỏi còn boss bio này trâu quá anh em ạ. Ui là trời. Tôi uh, ở nhà tôi còn mấy khẩu AK đang sắp hư nên là dã lốt anh em ạ bắn nốt để tí mang đi dã luôn rồi hư hai khẩu luôn rồi không biết là có đủ đạn để bắn à đủ 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 đội bên không cầm ba khẩu gần hư đi mà không biết ăn nổi con bot này không trời ơi châu bò thôi rồi luôn đấy ui giời thì anh em cũng biết rồi đấy, bên khu vực Rocket Bay thì nó cũng khá là giàu có. Rồi nó vừa có tàu ở trên này. Ui may quá, vừa ăn được luôn anh em ạ. Ui, có shotgun này, có thẻ tím này. Có Bob bio này, nó cũng giống như có Bob bio ở dưới nha anh em. Rồi, à, chúng ta cùng đi khám phá khu vực Rocket Bay K31. Thì chúng ta đi xuống dưới khu vực giữa này anh em, khu vực mà thính hay rơi đấy. Anh em cũng biết rồi, nó giống như bên đảo thôi. Đó, giống như bên đảo Nhưng mà khác cái là chúng ta không có bọt đảo ở đây Rồi, ở ngay bên tay phải thôi Khi mà chúng ta vừa mới bước vào phòng ấy Bước vào từ cửa là sẽ có một cái phòng để dây điện đây Rồi, anh em bỏ dây điện vào Anh em nhìn sang bên đối diện là anh em sẽ thấy Đó chính là phòng thẻ đây Thẻ thì nó sẽ ngẫu nhiên nhé Nhiều anh em hay hỏi là Anh ơi, thẻ tím ở đâu, thẻ làm ở đâu Nói thật với anh em thì cứ mỗi lần nó cập nhật thì nó lại một cái thẻ khác anh em phải chịu khó anh em đi thử trong server của anh em thì mới biết được thì còn các ông cứ ngồi bảo là thẻ ở đâu thì chả biết thẻ nó ở đâu thì ăn thẻ lục thì nó sẽ có thẻ lam nha anh em còn ăn thẻ lam thì nó sẽ có thẻ tím rồi khu vực k 31 này thì có một cái điều đặc biệt đó chính là nó không có máy để chúng ta dã đồ anh em ạ chúng ta bất tiện một cái là chúng ta không có máy giã đồ nhưng mà chúng ta bù lại đó chúng ta cũng có máy lọc dầu giống như khu vực Oi. Lần trước tôi cũng có làm video về khu vực Oi cho anh em biết rồi đấy. Còn khu vực K31 này thì cũng chỉ có một cái máy lọc dầu. Đây, tôi sẽ phóng to lên và chấm vị trí. Đây anh em ạ, dưới chân hai cái quả cầu tròn tròn này. Thì ông nào đi ngoài đường thì cũng có thể tạt vào để uh, uh, gọi là lọc xăng nhé khu vực này thì nó chỉ có một cái bình dầu đó thôi chứ không có máy dã dạ đồ đâu nên là anh em nào mà đi tìm ở trong khu K31 này đi tìm máy dã dạ đồ đi chắc là tìm đến sáng mai cũng không có đâu Điều đặc biệt ở khu này thì chỉ có cái máy dã dạ đồ à, máy máy nóc dầu thôi nhé rồi chúng ta cùng đi khám phá thính thì nó sẽ rơi ở bên ngay bên tay phải thôi nha anh em anh em nào mà chơi nhiều xem nhiều video thì chắc cũng biết rồi rồi chúng ta cùng đi khám phá lốt hai cái phòng thẻ tiếp theo thì ở bên đây thì có một cái phòng thẻ nha anh em đó cách khu rừng này là một cái phòng thẻ bên đằng trước tôi mặt trước mặt tôi đây là hai cái phòng thẻ khác hai phòng thẻ thì nó ngẫu nhiên thôi có thể là nó spam bên này là thẻ tím bên kia là thẻ lam thẻ lục nó có thể là hai thẻ lục một thẻ lam hoặc là hai lam một tím hoặc là hai tím ở đây cũng có thể đôi khi nó sẽ xảy ra nhé nên là không thể nào mà ngồi bảo là chỗ nào nó cố định thẻ tím thẻ lam gì cả nó ngẫu nhiên anh em ạ đây, anh em nào mà đi từ cổng vô này, chúng ta sẽ thấy uh, ngay đằng trước tôi ấy, là sẽ có một cái nhà nhỏ cũng là cái phòng thẻ. Ở đằng sau này thì nó sẽ có hai cái nhà để chúng ta đút dây điện. Đây, để tôi lên cho anh em xem. Đây, bước ngay vừa cổng vào là chúng ta sẽ thấy một cái uh, gọi là phòng thẻ này. Đó, rồi. Xài, thợ săn anh em ạ. Đó, thẻ tím đây anh em. Thôi, còn thẻ luôn anh em vừa bước vào cổng phát là thấy cái khu vực thẻ tím rồi đấy vừa bước từ cổng đi vô ngay bên tay phải luôn anh em chạy qua bên nách này bên nách này thì chúng ta sẽ có một cái dương để đập này rồi chạy qua cái ngách thứ hai anh em ạ cái phân cái nhà thứ hai cái nhà nhỏ nhỏ thứ hai thì chúng ta sẽ có cái chỗ để chúng ta cắm dây điện nhé đây khu cắm dây điện đây anh em ạ anh em vô cắm dây điện là cái cái phòng dây điện này thì nó sẽ liên quan đến cái uh cái phòng thẻ ở ngay ngoài đấy anh em nào mà muốn đi được phòng thẻ thì chúng ta nhớ phải cắm dây điện nhá nhiều ông cũng hay hỏi là sao tôi cái đút thẻ vào nó không nó không mở cửa ông có cắm dây điện đâu mà đòi mở cửa rồi ok Ồ, cũng nhiều anh em hay hỏi là súng kiếm ở đâu đây đấy súng đấy giáp năng lượng đấy đấy giáp năng lượng của anh em đấy <laughs> anh em hay hỏi nói chung là tất cả mọi thứ đều có ở trong đều có ở trong thính hết anh em ạ đấy lò lớn này giáp riêng các kiểu súng ống thì nó cũng có hết nói chung là chúng ta đập hên xui thôi bàn tay của chúng ta nếu mà hên thì chúng ta đập một phát ăn ngay còn nếu mà không hên thì đập nó hơi lâu rồi anh em sau khi ăn xong cái phòng thẻ tím đấy thì chúng ta có thể chạy thẳng sang khu vực ở giữa này nó sẽ có một cái phòng như bên đảo ấy tôi đã nói rồi khu vực k 31 này đi đi nhìn rất là giống đảo Rồi sẽ bắn con zombie để lấy thêm kinh nghiệm nha anh em một vài cái dương nó ở mấy cái chỗ gọi là chúng ta nếu mà chịu khó đi thì chúng ta cũng có thể đập được chúng ta cũng có thể ăn được mà nói chung là chúng ta cũng không cần quan tâm lắm anh em nên quan tâm đến cái phòng thẻ hơn đi tập trung đi chủ yếu là đi thẻ thì mấy cái dương này anh em có thể đi khám phá sau như khu dưới này thì không có gì cả đấy, nhìn rất là giống với khu a ban a ban dưới với a ban trên đấy a ban đô đấy ở map cũ nhưng mà hai cái phòng này thì nó lại không có đồ anh em ạ lần trước thì tôi có vào mà đợt trước nó có thẻ rồi nó sửa lại hay sao ấy rồi nó lại thành phòng không anh em ạ đây rất là giống bên đảo luôn rồi anh em rẽ cho tôi sang bên trái nhá vừa vào trong cái phòng này anh em rẽ sang bên trái thì cái khu cắm điện của nó thì ở nó không giống bên đảo đâu anh em lại chạy tụt hàng ra lại không thấy đây nó ngay đây luôn anh em ạ ông nào mà chạy nhanh quá là sẽ không thấy được cái 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 chỗ cắm điện này đâu nhá lần trước tôi phải chạy mấy vòng luôn đấy rồi anh em bỏ dây điện vào thì nó đi như bên đảo thôi anh em lại chạy ra đi lên trên ý chắc như bên đảo luôn cũng có cũng có phòng có thể là phòng thẻ tím nhưng mà cũng có thể là phòng thẻ lam như bên kia là lục rồi lục lam tím anh em ạ thường thường sẽ là lục lam tím một khu như khu lớn như thế này thì thường thường nó sẽ đủ ba loại thẻ luôn đây đó đây thẻ lam rồi anh em ạ để xem nhân phẩm được gì nào. Úi dồi ôi. Trời ơi, bàn tay vàng anh em ạ. À. Đập toàn thân súng, không được cái vẹo gì cả. giáp uhm, năng lượng luôn. Để tôi vứt bất đồ nhé. Lấy được khẩu M24, Ừ. Ai. Còn không có thẻ rồi anh em ạ, thẻ như bị thằng nào nó ăn rồi. Thẻ tím không có rồi. Rồi, khu vực K31 thì cũng không có gì đặc sắc anh em ạ, nó cũng chỉ có vỏn vẹn nó có chừng đấy thôi. Chúng ta ăn xong phòng thẻ này chúng ta có thể đi về được rồi. Anh em có thể xây nhà tùy chỗ anh em xây anh em có thể lựa chỗ nào mà anh em cảm giác nó đẹp nhất, ok nhất để anh em xây. Chúng ta có thể xây vừa ăn thuyền, vì thuyền lúc nào bắt đầu từ khu K31 nhé. Anh em lên chú ý về cái việc xây nhà. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những server sau. Bye bye anh em.